Sư Huân hỷ giảng cho con về cách cúng dường và lưu ý khi cúng dường đến cho các vị sư Nam Tông. Hai là cách tổ chức đám tang cho người chết theo đúng chánh pháp Đức Phật dạy. Khi quý vị cúng dường á, thứ nhất á, là quý vị lưu ý dùm là vị sư đó cần cái gì. Nếu mà cúng dường cho vị sư Nam Tông, lưu ý vị đó cần cái gì. Ví dụ như là cần thuốc, hoặc là cần cần đồ ăn, hoặc là cần y phục. Tức là quý vị nên nên lưu ý cái vị đó cần cái gì, tránh trường hợp mà mình cúng mà vị đó không có xài. Ví dụ như bây giờ mà quý vị cúng cho sư mấy bịch bánh thì sư nó cũng chết quá, là sư không, sư hầu như sư không ăn bánh. Hoặc là quý vị cúng cho sư mà cái lốc nước ngọt thì nó cũng chết quá, tại vì sư không uống nước ngọt đấy. Thì cho nên đầu tiên là mình phải xem cái vị đó cần cái gì. Cái thứ hai cần phải lưu ý đó là đối với thực phẩm á, nếu như mà bản thân vị đó không có người hộ độ để mà giữ giữ thực phẩm cho vị ấy thì không nên cúng dường thực phẩm quá ngọ, tức là tới đã quá giờ ngọ rồi là đừng có cúng thực phẩm cho vị ấy nữa, bởi vì có cúng thì vị ấy cũng không có xài được, vị ấy cũng phải bỏ à. Rồi nếu mà cúng đồ ăn ấy, cúng thực phẩm á, cúng vừa đủ cho vị ấy dùng tới trưa thôi, đừng có cúng nhiều. Tại vì cúng nhiều á thì vị ấy sẽ đứng trước hai lựa chọn, nếu mà vị ấy giữ giới thì vị ấy phải bỏ hết những cái đồ ăn đó, cũng như không. Cái thứ hai là nếu mà vị ấy không giữ giới thì đương nhiên là vị ấy sẽ tích trữ thực phẩm, thì cả hai trường hợp đó đều không có nên. Cho nên nó có cúng đồ ăn thì cũng lưu ý cái thời gian và số lượng. Cái điểm thứ ba đó là nếu như là trái cây á thì phải được làm hợp lệ. Được làm hợp lệ bằng nhiều cách, có thể là quý vị lấy dao quý vị khía một miếng, hoặc là lấy móng tay bấm một miếng, hoặc là quý vị lấy lửa, quý vị hơ qua lửa, hoặc là quý vị trụng qua nước sôi. Thì bằng cái cách đó đó quý vị làm hợp lệ, và khi đó cái vị sư mới có thể dùng được. Nhưng mà do thời nay nó đa phần hầu hết là người ta không biết chuyện này, cho nên nếu như quý vị đã làm hợp lệ thì vui lòng cho vị sư đó biết là đồ cái trái cây này đã được làm hợp lệ rồi. Chứ nếu như quý vị làm hợp lệ mà quý vị không không nói nữa, quý vị có đưa, thì nếu như vị ấy là một vị giữ giới, vị ấy cũng không có ăn. Trong nhiều trường hợp á, Phật tử cúng dường trái cây cho sư không nói đã làm hợp lệ hay chưa, sư không dám ăn và sư xả bỏ cho, thí dụ như là cho người này người kia ăn, sư không có ăn. Ai ăn thì ăn, sao không ăn đấy. Cho nên lưu ý dùng cái chuyện đó. Rồi những cái thuốc mà nó có đường, nó có mật ong thì vị tỳ kheo chỉ giữ được trong 7 ngày thôi. Tuy nhiên sẽ nói là nói những vị giữ giới nha, còn những vị phạm giới sẽ không nói. Một vấn đề nữa, hôm vừa cách đây không lâu có cư sĩ ở đâu ở Hà Nội đó gửi trái cây ngâm đường, gửi mận ngâm đường, mận mà mận là dâu 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 tây ngâm đường, gửi từ Hà Nội gửi về Sài Gòn. Chư tăng không dùng được, chư tăng phải bỏ. Lý do khi mà dâu ngâm đường như vậy nó lên men, nó thành rượu. Khi mà mấy sư mở ra thì nó nghe mùi men rượu, và khi đó nó đã trở thành rượu rồi, và chư tăng chỉ có bỏ chứ không dùng được. Và khi đó do một cái thùng rất là lớn, cho nên vô tình cái người cúng á lại đẩy chư tăng vào một thế khó. Đó là gì? Rượu thì không thể cho, tại vì đem mà xả bỏ đem cho người khác thì cái đó lại là đi địa ngục nha, tặng rượu đi địa ngục, thành ra là không có thể cho được.
mà để thì cũng không có để được, mà bỏ thì bây giờ bỏ bằng cách nào? Đổ thùng rác cho chúng nó chửi, chôn thì sao chôn. Cho nên là khi mà cúng như vậy là tự nhiên là đẩy chư tăng vào thấy khó, một cái thùng rất là lớn đấy. Thành ra lưu ý giùm, đừng bao giờ ngâm bất cứ thứ trái cây gì cho chư tăng, cho các vị sư. Bởi vì khi quý vị ngâm một cái cây gì, cái trái cây đó nó có thể lên men, nó trở thành rượu. Làm ơn đừng bao giờ cúng trái cây ngâm. À, nhớ tới đâu nói tới đó. Đây là một số cái điều lưu ý. À, còn quý vị có thể, nếu mà một cái vị sư mà thân thiết, quý vị thấy quý vị thân thiết và quý vị sẵn sàng để hộ độ cho vị đó, thì quý vị có thể nói với vị sư đó rằng sau này con thỉnh một lần này thôi, nhưng mà sau này sư có cần cái gì thì sư cứ nói với con. Thì khi quý vị nói như vậy thì vị sư đó sau này có cần cái gì vị ấy mới có thể nói với quý vị, chứ còn nếu như quý vị không nói, thèm chết cũng không dám nói, thèm chết với sư cũng không có dám mở miệng. Sư lấy ví dụ đi, hôm nào tự nhiên nó giống như nó thiếu chất, nó thiếu chất cái nó thèm, nó thèm cái này cái kia để mà nó bào bổ đủ chất, nhưng mà không dám nói, tại vì đâu có ai thưa thỉnh đâu mà mình nói. Thành ra là nếu như mà được á, thì quý vị nếu mà hộ độ cho một vị sư mà quý vị thân thân thuộc, quý vị không có ngại thì có thể nói như vậy. Đó.